Đây là lớp học ca tài tử dành cho trẻ em. Người đứng lớp dạy ca là nghệ nhân ưu tú Ái Hằng. Còn thầy Đơn là một sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Cần Thơ. Các bé đến lớp không cần học phí mà chỉ cần mang theo giọng hát và niềm đam mê đặc biệt với đơn ca tài tử. Cô Hằng ơi, một lớp học với Toàn là con nít thì mình có gặp nhiều khó khăn không ạ? Cũng rất là nhiều vấn đề khó khăn à cô. Nhưng mà những vấn đề đó không làm khó được cô trò chúng tôi. Ví dụ như ở đây thì có rất nhiều bé, lớp 1 cũng có. Còn học mẫu giáo cũng có, lớp 2, lớp 3 cũng có. Và có cả những bé không biết chữ. Nhưng mà nhờ được là phụ huynh đưa các bé đến đây hỗ trợ cho lớp rất là nhiều. Đến với lớp học này, các em sẽ được dạy những kiến thức căn bản về đờn ca tài tử, về dân ca, cổ nhạc. Được học cách lấy hơi, cách xướng âm, học nhịp phách, rồi hát theo lời. Một lớp học đờn ca lại có sự ủng hộ của người dạy, phụ huynh và cả lòng quyết tâm của người học là điều hiếm có. Ý ơi, càng nói cho cô nghe, cô Hằng dạy có khó không con? Dạ không khó, dễ dàng, đồng tình chỉ dạy cho con. Vậy đó hả? Cô Hằng dạy cho con những bài lý, rồi những bài giọng cổ. Có giúp con tự tin hơn khi mà biểu diễn trên sân khấu không? Dạ có. Có giải thưởng gì chưa? Khoe cho cô đi. Dạ, mấy ngày trước á, con thi chạy tổng giá, con được huy chương vàng. Một tuần hai buổi học, không chỉ dạy hát mà còn dạy người, nên nội dung những bài ca trong chương trình đều được chọn lọc kỹ lưỡng. Từ đây, những người nặng lòng với nghệ thuật có thể vững tin bản sắc văn hóa thông qua đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ giữ được sức sống mạnh mẽ qua sự sàng lọc công bằng và bền bỉ của thời gian. Chợt nghe tiếng bác hộ triều mơ.